Hello mọi người, mình là Vivi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và đây sẽ là video thứ 5 ở trong bộ video mà chúng ta học về phương pháp Pick Up Method. Ở trong video thứ 5 này thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành với cái phương... Ở trong video bài thứ 5 này chúng ta hãy cùng nhau thực hành để xác định cái chu kỳ phân phối trên biểu đồ nhé. Nếu như trong video bài 4 trước chúng ta đã học về những cái lý thuyết để cạnh... Nếu như trong video bài 4 trước chúng ta đã cùng nhau học về những cái lý thuyết này hay là... Nếu như trong video bài 4 trước chúng ta đã cùng nhau học về những cái lý thuyết của chu kỳ phân phối thì ở trong video này chúng ta sẽ áp dụng những cái lý thuyết đấy vào trên biểu đồ để chúng ta có thể là áp dụng để chúng ta có thể áp dụng đúng cái chu kỳ phân phối đấy và tìm ra được những cái điểm sale tiềm năng nhá. Và trước khi chúng ta cùng nhau thực hành ấy thì mình có một cái lưu ý nhỏ dành cho các bạn, đó là nếu như bạn nào mà chưa học cái bài 4, tức là cái lý thuyết của chu kỳ phân phối, thì các bạn nên xem lại bài đấy, hoặc là nếu như bạn nào không có thời gian ấy. Và trước khi đến phần thực hành thì mình có một cái lưu ý nhỏ như sau, đó là nếu như các bạn chưa xem cái video bài 4 trước đấy, tức là cái video về lý thuyết của chu kỳ phân phối ấy, thì các bạn nên xem lại. Tức là ở video lý thuyết ấy, nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chức năng, những cái nhiệm vụ của từng phase ở trong chu kỳ phân phối này. Và ngoài ra thì chúng ta nên nhớ những cái từ viết tắt mà có thể xuất hiện trong cái chu kỳ phân phối. Tại vì ngay sau đây khi mà chúng ta thực hành ấy thì mình chỉ viết tắt lên chứ mình không có nêu rõ những cái chức năng hay là nhiệm vụ khi mà chúng ta học lý thuyết ở trong bài trước nữa. Nên là các bạn cần phải chú ý nhé. Tài liệu thì mình có để ở dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn muốn tải về nghiên cứu này, tài liệu lý thuyết của video bài trước thì mình cũng có để ở video bài này luôn, ở dưới phần mô tả của video bài này luôn. Các bạn có thể là kéo xuống dưới và ấn tải về để chúng ta nghiên cứu cũng như là chúng ta đọc trước khi mà đến phần thực hành nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành tìm cái chu kỳ phân phối trên biểu đồ Turing View nhé. Như ở trong bài 4 nói về lý thuyết của chu kỳ phân phối lần trước thì mình cũng đã đề cập đến, đó là chúng ta sẽ có hai cái dạng về chu kỳ phân phối. Chu kỳ đầu tiên đó là cái chu kỳ cơ bản mà chúng ta sẽ thường gặp khi mà xác định ở trên biểu đồ. Nó sẽ có cái hình minh họa như thế này, các bạn có thể nhìn trên màn hình nhé. Còn cái loại thứ hai thì nó sẽ hiếm xuất hiện hơn, nhưng mà cái tỷ lệ xác suất của nó thì nó sẽ cao hơn. Thì sẽ có hai cái loại như vậy. Và trước khi đến với cái việc mà chúng ta xác định ở trên biểu đồ Turing View thì các bạn cần phải nhớ cho mình, đầu tiên đó là các bạn nên bật cái indicator về volume lên nhé. Tại vì đây sẽ là cái chỉ báo cần thiết để chúng ta xác định cái chu kỳ phân phối nó một cách chính xác hơn. Cái lưu ý thứ hai đó là các bạn nên nhớ những cái gắn nhãn cũng như là những cái từ viết tắt mà mình đã hướng dẫn các bạn ở trong bài đợt trước. Còn nếu như các bạn nào mà chưa nhớ được thì các bạn có thể là kéo xuống phần mô tả video và chúng ta mở tài liệu lên, vừa nghe vừa xem lại để ghi nhớ vào đầu. Tại vì lát nữa khi mà xác định ở trên biểu đồ ấy thì mình cũng sẽ viết tắt luôn, chứ mình không có nói rõ ra về cái tính năng của nó quá chi tiết như ở trong bài lý thuyết lần trước nữa. Thì các bạn lưu ý giúp mình nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xác định cái chu kỳ phân phối ở trên biểu đồ nhé. Ở đây thì mình có cặp tiền đó là GPZS tại khung thời gian là H4. Để mà xác định được một cái chu kỳ phân phối được hình thành ấy thì cái bước đầu tiên đó là các bạn cần phải xác định là trước đấy thị trường đang trong một cái xu hướng tăng mạnh trước đã. Sau đấy thì bắt đầu là cái nhịp tăng nó bị chững lại bằng cách là liên tiếp xuất hiện những cái đỉnh cũ, tạo những cái đỉnh cũ này và test đi test lại nhiều lần. Sau khi mà thoát khỏi cái vùng sideway đấy thì giá đi mạnh xuống dưới thì cái chu kỳ phân phối được hình thành. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xác định trên đây nhé. Thì tại cái thời điểm này, tại thời điểm mà mình đang chỉ con chuột này, các bạn có thể nhìn thấy là GBZF đang trong một cái xu hướng tăng phải không? Liên tục tạo ra những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và những cái nến xanh nó rất là nhiều, áp đảo nến đỏ luôn này. Rồi sau đấy thì bắt đầu là giá chững lại đấy. Sau khi mà giá chững lại một thời gian thì bắt đầu là phá vỡ
cái mức phạm vi giá phía dưới, tức là cái mức TR phía dưới và đi xuống hẳn như thế này. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xác định những cái yếu tố để tạo lên cái chu kỳ phân phối của cặp khối BZF tại công thức giãn H4 nhé. Cái đầu tiên mà các bạn cần phải xác định đó là cái nguồn cung sơ bộ hay là cái PSI. Thì chúng ta có thể xác định được là cái PSI nó ở đây, nó sẽ là cái nguồn cung sơ bộ ấy mọi người ạ. Tức là nơi mà các cá mập, các tay to bắt đầu là bán khi mà giá di chuyển tăng mạnh kèm với khối lượng giá chênh lệch mở rộng, báo hiệu rằng là một sự thay đổi xu hướng có thể đang đến gần. Hiểu nôm na các bạn có tưởng tượng khi mà cái PSI này nó xuất hiện, tức là nó đánh dấu cái sự chững lại của cái xu hướng tăng trước đấy, thì chúng ta sẽ xác định những yếu tố tiếp theo để xem là nó có hình thành lên một cái chu kỳ phân phối không. Cái yếu tố thứ hai sau cái PSI được hình thành đó là cái cao trào mua hay còn gọi là BCLX. Thì cái BCLX này, đặc điểm của nó sẽ là cao hơn cái điểm PSI này. Chúng ta sẽ đánh dấu ở đây là BCLX nhá. Hoặc là nếu như bạn nào mà muốn rút ngắn lại, chúng ta có thể là ghi là BC thôi cũng được. Chúng ta đều hiểu đó là cái cao trào mua, tức là lúc này cái giá của nó đang đẩy ở lên mức cao nhất. Lực mua lúc này đạt đến đỉnh điểm ấy, nơi mà các trader nhỏ lẻ bắt đầu là đổ xô mua. Thường những cái lúc như này thì sẽ có rất là nhiều cái tin tức được tung ra, và các tay to này hay là các smart money sẽ lợi dụng cái điểm yếu trong tâm lý của các nhà giao dịch nhỏ lẻ và bán xuống. Thì lúc này mọi người sẽ rất dễ bị SL khi mà chúng ta cho rằng là cái xu hướng tăng nó có thể tiếp tục khi mà cái BCLX này xuất hiện. Cái tiếp theo đó là cái AR hay là phản ứng tự động. Thì chúng ta có thể là xác định được cái AR là cái nhịp giảm sau khi mà cái BCLX này xuất hiện. Đây, cái phản ứng tự động. Tức là khi mà cái lực tăng nó đạt đến đỉnh điểm rồi thì nó sẽ bắt đầu là nó test lại, nó giảm một nhịp để nó test lại cái vùng demand trước khi mà nó có một cái nhịp tăng tiếp. Thì cái BCLX này nó đánh dấu cái việc đó là lực mua lúc này đã giảm đi rất là nhiều rồi sau khi mà cái cao trào mua nó xuất hiện. Khi mà cái AR này xuất hiện, các trader nhỏ lẻ sẽ bị FOMO và bắt đầu là bán theo. Thì chính vì một cái lượng lớn, vừa các trader nhỏ lẻ vừa các tay to đẩy giá xuống như này, nó sẽ vô tình tạo ra cái lực đẩy tự động, cũng như là lúc này cái biên dưới của TR, tức là cái trading range nó được hình thành. Lúc mà chúng ta sẽ coi cái AR này như là một cái đường dưới của cái phạm vi giao dịch mà chúng ta sẽ xác định những cái điểm gắn nhãn tiếp theo. Còn cái biên trên thì chúng ta sẽ đánh dấu từ BCLX nhá, tức là cái cao trào mua này. Tại vì cái cao trào mua này nó sẽ là cái mức giá để lên cao nhất trước khi bắt đầu một cái chu kỳ phân phối mà. Lát nữa sau khi mà có UA, UT hay là UTAT xuất hiện thì chúng ta sẽ kẻ vẽ sau. Còn bây giờ hiện tại chúng ta cứ xác định cái biên trên và biên dưới của cái phạm vi giao dịch mà chúng ta đã xác định được cái chu kỳ phân phối trước đã nhé. Đấy, thì chúng ta đã xác định được 3 yếu tố rồi. Yếu tố tiếp theo mà chúng ta sẽ xác định đó là cái điểm thử nghiệm thứ cấp hay còn gọi là ST. Đây sẽ là điểm ST của mọi người nhé. Đây sẽ là cái điểm ST, tức là secondary test này. Điểm thử nghiệm thứ cấp. Cái điểm thử nghiệm thứ cấp này nó sẽ nói lên điều gì? Khi mà hình thành cái secondary test này, nó sẽ là cái nơi mà giá quay lại khu vực cao trào mua để kiểm tra lại cái sự cân bằng cung cầu tại các mức giá này. Thì lúc này các đỉnh tiếp theo nó sẽ được xác nhận này. Thường thì cung phải lớn hơn cầu để các tay to có thể giữ giá trong biên độ của cái phạm vi giao dịch, tức là biên trên biên dưới của phạm vi giao dịch này, nó không bị phá vỡ qua biên trên hay là phá vỡ qua biên dưới đâu. Do đó thì lúc này các bạn sẽ kết hợp cả cái giá cũng như là cái khối lượng bên dưới, nó sẽ có cái sự chênh lệch đáng kể khi mà giảm giá tiếp cận cái vùng kháng cự của cái BCLX này. Lúc này nó sẽ hình thành một cái điểm thử nghiệm thứ cấp, có thể là có phê A hoặc là có thể là có phê B ở các dạng khác nhau, để mục đích là sẽ tạo ra cái apoptosis, tức là cái điểm phá vỡ giả lát nữa mà chúng ta đã xác định ở trên này ở phê C. Thì trong đấy thì di chuyển các mức kháng cự của BCLX sẽ nhanh chóng đảo chiều và để dưới mức kháng cự. Sau khi mà cái UT được hình thành thì giá sẽ kiểm tra cái biên dưới của TR. Thế thì mình nói trước để các bạn lát nữa chúng ta xác định phase C, chúng ta sẽ không bỡ ngỡ. Còn cái ST mà chúng ta xác định hiện tại này, nó sẽ là thuộc của phase A. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái công cụ vertical line này, vertical line nhá. Các bạn có thể ấn dấu sao vào để chúng ta nhớ. Và chúng ta đánh dấu ở đây, chúng ta sẽ đánh dấu khi mà cái ST này nó kết thúc, tức là nến thứ hai sau khi mà có cái nhịp giảm. Đấy, thì lúc này cái phase A được hình thành này. Kết thúc phase A thì sau khi kết thúc phase A này, nó cũng chưa rõ được là cái việc là cái chu kỳ phân phối nó có được hình thành hay không, hay là nó sẽ bắt đầu nó tăng tiếp theo cái xu hướng trước đấy. Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục xác định ở cái phase B và phase C nữa nhá. Và phase B thì sẽ có những cái gì? Phase B thì sẽ có cái UT này, tức là cái apoptosis của phase B. Cái thứ hai đó là SOW của phase B. Thì bây giờ chúng ta xác định những cái điểm như thế nhá. Đây thì sau khi mà cái điểm ST được hình thành,
giá bắt đầu giảm một nhịp và quay lại cái bên dưới của cái phạm vi giao dịch, tức là cái TR này, nó sẽ hình thành một cái SOW. Thì cái SOW này nó sẽ là cái dấu hiệu của sự suy yếu giá, hay còn gọi là sign of weakness ấy. Các bạn có thể quan sát được khi mà giá di chuyển bên dưới của trading range, lúc này nó sẽ thường xảy ra với biên độ giảm với mức chênh lệch và khối lượng tăng. Việc mà cam kết dưới hỗ trợ của AR, tức là cái điểm SOW này, bắt buộc nó phải thấp hơn cái điểm của AR này, tính cả dâu nến nhá, chứ chúng ta không tính thân nến nhá mọi người nhá. Thì lúc này mọi người có thể nhìn thấy là cái SOW này nó được hình thành, tức là cái sự suy yếu của giá được hình thành bằng một cái dâu nến dài với cái nến đỏ như này, thì nó cũng đã đóng nến bên dưới của AR rồi. Thì chúng ta sẽ xác định được đây sẽ là cái SOW của phase B. Đây mọi người sẽ đánh dấu là SOW in phase B nhá. Thì cái điểm UT hay là cái điểm upthrust của cái chu kỳ phân phối này, nhìn chung thì nó sẽ khá là giống với cái spring, khá giống rồi nhá, chứ còn giống nhất là nó phải là UTAT nhá, nhưng mà chúng ta cứ ghi là UT để mình giải thích sau nhá. Upthrust này nó sẽ được hình thành khi mà tạo xong cái sự suy yếu của giá, test lại cái biên dưới của trading range và nó bắt đầu là đẩy giá lên. Đẩy giá lên có thể là test lại cái nguồn supply cuối cùng trước khi mà giá bắt đầu giảm và hình thành những cái mức đỉnh cũ tiếp theo. Thì cái UT này các bạn cứ tưởng tượng nó sẽ như là một cái mức phá vỡ giá qua cái biên trên của TR. Đây, biên trên của TR. Khi mà phá vỡ giá qua biên trên của TR này, nếu như anh em nào mà giao dịch thuần theo cái vùng kháng cự, tức là những cái vùng đỉnh cũ được hình thành ấy, thì chúng ta có thể là bị vội quá và chúng ta buy luôn ở đây. Tại vì chúng ta cho rằng là có thể là cái fair buy của nó sẽ tiếp tục, tại vì cái lực tăng của nó vẫn còn. Đấy, thì lúc này cái UT này xuất hiện, nó sẽ đánh lừa các trader nhỏ lẻ là cái xu hướng tăng có thể tiếp tục. Và khi mà chúng ta entry buy tại đây, nó sẽ rất dễ bị SL. Thì các tay to lúc này sẽ làm gì? Các tay to lúc này chỉ đợi chúng ta để buy lên và quét thanh khoản để có thể là bán được với cái giá cao nhất và đẩy giá xuống. Thì cái UT này có thể nói nó như là một cái mức cản tâm lý của chúng ta, để chúng ta thử vào cái độ kiên nhẫn của các trader nhỏ lẻ như thế nào ấy. Thì các bạn cần phải quan sát kỹ cái UT này nhé. Thì sau khi mà cái UT được hình thành cũng là lúc mà kết thúc cái phase B. Cái phase B này chúng ta sẽ đánh dấu tại đây nhé. Thường thì cái phase B nó sẽ chiếm diện tích nhiều nhất ấy. Chúng ta vẫn sẽ dùng cái công cụ vertical line này để chúng ta kẻ và phân biệt. Đây là điểm đầu tiên SOW của phase B, thứ hai đó là UT này, và cái điểm giảm xuống tiếp theo này ở bên dưới của TR, nó bắt đầu nó bật lên một nhịp, nhưng mà cái nhịp này nó sẽ không chạm được đến cái biên trên của cái phạm vi giao dịch. Thì chúng ta sẽ đánh dấu ở đây là cái điểm kháng cự cuối cùng, tức là cái vùng đỉnh cũ được hình thành vẫn là trong trading range nhá. Đấy, lúc này nó sẽ sang một cái phase C rồi. Và mình quên chưa nói với mọi người đó là sau khi mà cái phase B được hình thành ấy, nếu như mà ai rủi ro và muốn bắt đỉnh ấy, thì hoàn toàn mọi người có thể là đợi cái UT này được hình thành một cách hoàn thiện, thì chúng ta hoàn toàn có thể là entry sell ngay xuống đây. Khi mà chúng ta entry sell ngay sau khi mà cái UT được hình thành ấy, thì nó sẽ có cái thuận lợi, đó là các bạn có thể là sell ngay tại đỉnh được này. Thứ hai đó là tối ưu và có thể gồng lãi ở mức tối đa. Đấy, tại vì chúng ta sell sớm mà. Nhưng mà cái rủi ro thì các bạn cũng phải cần phải nghĩ đến, đó là có thể cái UT này nó sẽ là cái nền tảng cũng như là cái bước đệm để hình thành tiếp, để giá lên tiếp và hình thành một cái UTAT, tức là nó sẽ đánh lừa chúng ta là cái phe sell có thể là đang chiếm ưu thế và chúng ta có thể là entry sell xuống rồi. Nhưng mà lúc này giá bắt đầu tiếp tục đẩy lên và hình thành cái UTAT, nó sẽ lên đây và nó bắt đầu là nó rút ngắn lực đẩy và có sự suy yếu của giá, sau đấy nó mới sập. Thì đấy, nó sẽ có cái nhược điểm mà nếu mà chúng ta sell sớm ở cái phê bê như vậy nhá, thì các bạn cần chú ý. Còn nếu như bạn nào mà thích an toàn thì chúng ta nên canh sell xuống tại cái phê C ở phê D này nhá. Còn phê B thì nó sẽ hơi rủi ro một xíu. Thì cái LPSI này được hình thành tại phê C này, nó sẽ là cái điểm kháng cự cuối cùng. Cái điểm kháng cự cuối cùng này nó sẽ cho chúng ta biết là sau khi kiểm tra cái mức kháng cự ở bên dưới của trading range, tức là lúc này nó vẫn đang ở trong phê B ấy, thì nó sẽ có một đợt phục hồi yếu ớt ở trên biên độ hẹp, cho thấy thị trường đang gặp khó khăn đáng kể trong việc tăng giá. Thì cái chức năng của LPSI như nào thì các bạn có thể nhìn thấy ở trên biểu đồ như thế. Sau khi mà test lại cái đường kháng cự, tức là bên dưới của TR, bắt đầu đẩy giá lên này, nhưng mà cái lực đẩy của nó rất là yếu ớt, không thể lên được đến cái biên trên của TR cơ mà, nó chỉ lên đến giữa thôi. Bắt đầu nó tiếp tục quay lại cái vùng kháng cự của TR và nó test lại lần nữa. Thì lúc này chúng ta sẽ xác định đây là cái điểm kháng cự cuối cùng.
Lúc này thì sẽ dành cho những bạn nào mà có thể là sell luôn sau khi cái LPSI này được hình thành. Chúng ta có thể là kết hợp thêm về cái yếu tố về nến, đó là sau khi cái LPSI này được hình thành thì chúng ta sẽ entry sell xuống ngay sau khi một cái cây nến engulfing giảm được hình thành tại đây, thì chúng ta sẽ bắt đầu entry sell xuống. SL chúng ta có thể đặt tại cái điểm UT của phase B như thế này. Thì hai cái định này chúng ta sẽ gọi chung là LPSI nhé, tại vì là LPSI ấy, nó chỉ có một thôi phải không? Thì các bạn có thể là xác định tại đây hoặc là xác định tại đây cũng được, miễn là nó sẽ là cái đỉnh cao nhất thì chúng ta xác định tại đây nhé, tại vì đây là cái đỉnh cao nhất và nó sau đấy thì các bạn có thể thấy nó không test lại lần nào nữa này. Còn như cái đỉnh đầu tiên này nó được hình thành thì sau đấy giá đẩy xuống nhưng mà nó lại bắt đầu đẩy lên và cái chiều cao của nó gần như là ngang nhau, thì mọi người có thể là gắn nhãn cái LPSI tại cái đỉnh thứ hai này. Và từ cái phase C nó xuất hiện thì chỉ có LPSI thôi nhé mọi người nhé. Đến phase C này thì thường chỉ có LPSI thôi, chúng ta sẽ đóng phase luôn tại đây sau khi cái đỉnh thứ hai được hình thành. Đấy, đây sẽ là cái phase C này. Phase D thì nó sẽ có những cái gì? Phase D tiếp tục là những cái LPSI này và cái FOW, thì chúng ta vẫn sẽ xác định được cái điểm kháng cự cuối cùng tại đây. Đây sẽ là cái điểm kháng cự cuối cùng. Những cái điểm LPSI này xuất hiện là những cái điểm tiềm năng để chúng ta có thể entry sell xuống nhá. Mọi người nên nhớ kỹ cho mình nha. LPSI này là điểm ở phase D nhá mọi người nhá. Còn phase C là chúng ta đã xác định xong rồi nha. Đây sẽ là cái đỉnh này. Đỉnh gần nhất mà giá tạo thành thì chúng ta sẽ gọi là cái điểm kháng cự cuối cùng trước khi mà giá sập. Tiếp theo là một cái sâu nữa, SOW được hình thành, tức là cái sự suy yếu của giá. Khi mà giá xuống đến cái vùng kháng cự hay là cái band dưới của TR rồi, nó bắt đầu đẩy giá lên nhưng mà cái lực đẩy của nó đang bị rút ngắn đi và rất là yếu ớt. Khi mà nó chỉ đẩy lên và test lại được cái đường kháng cự của TR thôi và bắt đầu nó sập luôn, thì chúng ta sẽ gọi là SOW nhá. Thì nhiệm vụ của chúng ta ấy, đó là chúng ta sẽ entry sell ngay, có thể là tại 3 điểm. Điểm đầu tiên đó là tại điểm UT này. Điểm thứ hai đó là điểm LPSI này. Các bạn có thể entry sell tại đây hoặc entry cẩn thận hơn, chúng ta sẽ entry sell ngay sau khi cái đỉnh thứ hai được hình thành. Các bạn muốn nhồi lệnh thêm, tức là cái điểm LPSI thứ hai được hình thành, chúng ta sẽ tiếp tục entry sell xuống để củng cố cho cái việc, để củng cố cho cái lợi nhuận của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện lại cái chu kỳ phân phối để cho dễ nhìn. Trước khi hình thành một mô hình phân phối thì nó ở trong một cái xu hướng tăng này. Sau khi cái xu hướng tăng này nó có dấu hiệu suy yếu thì nó hình thành cái điểm kháng cự đầu tiên, đó là PSI. Sau khi mà PSI hình thành thì giá vẫn tiếp tục đẩy lên và tạo cái cao trào mua. Tạo cái cao trào mua tại đây. Sau khi cao trào mua hình thành thì bắt đầu là giá đẩy xuống, các cá mập đẩy xuống tìm được cái mức bán ở giá tốt là bắt đầu là đẩy giá xuống này. Với cái lực đẩy tự động tạo ra một cái biên dưới của cái vùng phạm vi giao dịch, tức là cái TR. Sau khi mà tạo ra cái AR xong, giá vẫn tiếp tục tăng lên một nhịp, tạo ra cái thử nghiệm thứ cấp ở trong cái biên của trên range. Sau khi tạo ra thử nghiệm thứ cấp thì giá bắt đầu đẩy xuống và lúc này giá đã suy yếu, giảm đi rõ rệt khi mà test lại cái biên dưới của trên range. Và sau khi hình thành cái SOW tại phase B thì giá vẫn tiếp tục đẩy lên và hình thành cái upthrust của phase B này. Lúc này cái lực đẩy sau khi mà cái điểm SOW được hình thành thì nó xuất hiện cái điểm upthrust phá vỡ giả qua cái biên trên của TR cũng như là phá vỡ qua luôn của BCLX. Thì để an toàn chúng ta nên đợi giá đóng nến cũng như là cái hành vi nén của nó, chúng ta có thể entry sell xuống ngay luôn tại cái điểm UT này. Sau khi điểm UT này xuất hiện thì bắt đầu giá giảm xuống này, giảm xuống cái biên dưới của TR này. Sau khi giảm xuống biên dưới của TR này thì cái nhịp tăng của nó bắt đầu yếu dần đi khi mà nó xuất hiện cái điểm LPSI, tức là cái điểm kháng cự cuối cùng. Nếu như bạn nào an toàn hơn, chúng ta có thể entry sell điểm đầu tiên tại cái điểm LPSI này được hình thành. Sau khi điểm LPSI được hình thành thì giá vẫn tiếp tục đẩy qua đẩy lại một nhịp nữa rồi mới bắt đầu là phá xuống dưới của cái TR. Sau khi mà phá xuống dưới của TR thì bắt đầu hình thành cái SOW. Đây cũng sẽ là một cái lực suy yếu của giá. Lúc này là cái phe bò của nó cố gắng đẩy giá lên, tức là phe tăng cố gắng đẩy giá lên ấy, nhưng mà cái lực của nó không có. Khi mà tiếp tục hình thành cái điểm LPSI cuối cùng, sau khi điểm LPSI cuối cùng này được hình thành, các bạn có thể entry điểm sell thứ hai, sell thứ ba tại đây và chúng ta sẽ đặt target ở cái vùng đáy gần nhất
Thì lúc này cái phê E của nó sẽ là nguyên cái đoạn giảm giá này luôn nhé. Đấy, chúng ta sẽ ký hiệu đây là phê A này. Còn đây là phê B này. Đây là phê C này. Phê D ở đây. Và phê E là sau khi giá giảm rồi. Thì đây đã đủ 5 phê của cái chu kỳ phân phối rồi. Nó sẽ rất đơn giản thôi. Cái loại đầu tiên này của chu kỳ phân phối thì nó sẽ thường gặp hơn là cái loại thứ hai. Loại thứ hai thì như vừa đấy mình có nói, đó là sau khi hình thành gu tê này này, thì cái lực giảm của nó sẽ không có quá mạnh mẽ như này đâu, mà nó sẽ bắt đầu là nó đi lên tiếp, hình thành cái mức tiếp theo, rồi bắt đầu nó mới đi xuống. Thì lúc này nó sẽ hình thành cái điểm ô tắc ở đây, thì chúng ta sẽ sell được ở cái mức giá cao hơn và tốt hơn. Thì cái mô hình thứ hai này các bạn có thể là xem cái tài liệu mà mình có để dưới phần mô tả của video này, và sau đấy chúng ta áp dụng và thực hành ở trên biểu đồ để chúng ta tìm ra cái mô hình thứ hai này nhá. Thực ra cái mô hình thứ hai này nó sẽ dễ nhận biết hơn cái mô hình thứ nhất rất là nhiều. Đấy. Còn cái mô hình thứ nhất thì nó sẽ phổ biến hơn, nhưng mà chúng ta sẽ khó xác định hơn ấy. Nó chỉ có cái ưu điểm đó là cái gắn nhãn của nó sẽ ít hơn là cái mô hình thứ hai thôi. Thì sau khi mà xác định được cái chu kỳ phân phối xong thì bây giờ chúng ta sẽ để ý đến cái khối lượng. Các bạn để ý cái chỉ báo khối lượng phía dưới, đó là các bạn có thể thấy là càng ngày cái khối lượng của nó càng tăng không? Đây, phê A của nó thì vẫn tiếp tục duy trì cái xuồng tăng trước đấy, thì cái phe tăng của nó, cái cột tăng của nó còn rất là nhiều. Cho đến phê B thì bắt đầu nhường chỗ lại cho phe giảm rồi. Tại vì mọi người có thể thấy là lúc này những cái cột xanh của nó nhường chỗ cho cột đỏ này, và cái chiều cao của cột đỏ nó cũng sẽ cao hơn những cái cột xanh rất là nhiều. Đây chúng ta có thể là ký hiệu bằng một cái mũi tên càng ngày càng đi xuống như thế này. Đến cái phê C thì có cái sự giằng co dữ dội này. Đây, lúc này thì cái phe 3 cũng như phe C của nó gần như là bằng nhau luôn. Phê D cũng vậy nhá. Phê D cũng vậy, chúng ta có thể là kéo dài ra cho đến khi mà phê E thì bắt đầu là giá càng ngày càng đi xuống này. Đấy, chúng ta có thể là xác định về cái volume như thế. Thì cái chỉ báo volume này nó sẽ là cái điều kiện đủ để cho thấy là cái chu kỳ phân phối đấy đã xuất hiện và chúng ta hoàn toàn có thể entry sell xuống. Còn nếu như chúng ta chỉ dựa vào những cái gắn nhãn này cũng như cái hành vi của giá để chúng ta xác định chu kỳ phân phối mà không có dựa trên cái indicator ấy, thì nó sẽ rất là dở và chúng ta có thể là bị SL cũng như là xác định sai cái chu kỳ phân phối đấy. Cho nên là các bạn nên cố gắng nhìn cái khối lượng phía dưới nữa để chúng ta kết hợp với từng phây để cho ra cái kết quả chính xác nhất nhé. Vậy là qua video bài 5 này chúng ta đã cùng nhau thực hành xác định những cái chu kỳ phân phối ở trên biểu đồ TradingView rồi. Mình mong rằng là sau video này các bạn có thể là tự giác và chủ động xác định ở những cái chu kỳ phân phối đấy ở trên biểu đồ để chúng ta có thể thành thạo và quen thuộc hơn. Và nếu như các bạn có bất kỳ những cái thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan đến cái việc mà xác định chu kỳ phân phối, hay là các bạn có thể là tìm ra những cái chu kỳ phân phối đấy rồi nhưng mà chưa biết có đúng hay không, thì các bạn có thể là gửi bài đấy về cho mình qua cái thông tin liên lạc mà mình có để phía dưới phần mô tả của video nhé. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên đăng ký tài khoản SanXM để các bạn cảm thấy yêu quý và tin tưởng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.